Chào cô và các bạn, con đây là Nguyễn Sa Khánh năm học hay năm nay con 13 tuổi, con lớp 8A sao trường trung học cơ sở Nguyễn Sãi. Con sẽ giới thiệu về bài làm của con Nguyễn Sãi lớp 8A sao. Bài của con có các nơi vật chia các vựng và mộ một con dê ra vợ con yêu thích là đi ra. Đọc o lên. Bây giờ sẽ giải bài cho mọi người xem đi ra là vợ của nó. Đọc đi. Khi gì? Khi sẽ vào các quả bóng nên khi bóp vào mô và nó sẽ biến mất khi con chạm đập vào và sẽ người sẽ phải thấy không đừng kiểm Chờ ok từ khi chạm vào cái que sao vô cùng đừng kiểm ok thì nó sẽ chờ lại. em sẽ có thể xây này. À, mầm non kết thúc. Mầm non Về chiếc sinh của con đến đấy. đến Đấy. đây là kết thúc. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày Gia Khánh. Gia Khánh ơi, con có thể đấy là sự tức là tập duyệt của con được không? Vì là cô thấy nhá, cái giọng của con quá bé mà giọng bạn bên cạnh thì lại khá là to, đúng không? Nên 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 là cái khi mà nói thì chưa nghe rõ cái giọng Nói thích to hợp của lên con. chứ, ai là nói bé thế? Nhớ chưa? Khi mình thuyết trình mình À nặng lên một xíu nhá. Nhớ chưa? ok Cả bản cô thân con, à các bạn có nghe rõ không? Các bạn có nghe rõ bản ý thuyết trình không? không ạ. Vậy mình nói to một xíu nữa, nhớ chưa? Ra cái rõ chưa? Vâng ạ. Nói cho Giờ xuống con thử nói bình thường cho cô nghe nào. lại từ đầu. Nói bình thường, Gia Khánh nói bình thường cho cô nghe nào. Ôi luôn vào đang bên này cơ mà đọc lại đi. Đọc Rồi Gia con Khánh nói của đi. các bạn, con đây là Nguyễn Hùng Nhân, năm nay con 13 tuổi, con học lớp 8 à tám A sáu trường trung học cơ sở Nguyễn Sãi. Con sẽ giới thiệu bài bài làm của con và bài của con có đơn vị chia các vận động vận phẩm và mô một con dê đơn vị con yêu thích là Giga. Bây giờ con sẽ dạy bài cho mọi người xem được được Giga. đọc đi Xả vào một xả vào các quả bóng đọc ngay đầu chạm của gì đấy. khi ga đập vào các quả bóng thì có gì sẽ có tiếng bóp và nó sẽ biến mất khi con sạc vào con dây Đi đọc con là cái thì vô nền sẽ chuyển thành vô nền game over. Bây giờ con sẽ dây lại khi con sạc vào là khi con sạc vào là bốn khi người thì con mình sẽ chuyển thành con mình mình. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Mẹ rồi cô cảm ơn phần trình bày của Gia Khánh. Cô xin mời các bạn khác nhận xét cho cô mời Sơn Tùng nhận xét cho cô nào. con nhớ cô là bạn nói hơi ngắn ngửa. Làm gì không con? Đúng rồi. Tại vì rõ Thế rồi ràng hả? mình muốn được bỏ. Rồi, cô mời ra anh nào. Con thấy ba quả anh ấy tốt rồi, nhưng mà cái đoạn
Mấy khung số 2 là nó hơi khó. Rồi, cô mời, xin mời bạn Mạnh Hùng nhận xét bài cho cô nè. Mạnh Hùng ơi, có nghe rõ tiếng cô nói không? Có ạ, có ạ. Ừ, con nhận xét bài cho cô nè. Bài bạn làm tốt rồi nhưng mà tiếng của bạn nghe nó không rõ mấy. Rồi, con xin mời bạn Nghe nó chứ. Hiền Anh nhận xét cho cô nè. Hơn cô là bạn cần nói to hơn mấy cả bạn nên tự nói ạ. Rồi, các bạn có đồng ý với ý kiến bạn Khánh có đồng ý với ý kiến các bạn không? Các đồng ý với ý kiến nhận xét của các bạn không Khánh? Có. Ừ, rồi. À, Gia Khánh làm bài thì cũng là rất là tốt rồi. Tuy nhiên, nói thì con còn nói vẫn còn các ngữ, mình sẽ rèn luyện nói thêm, nhớ chưa Gia Khánh, nhớ chưa? Còn bài của con thì ổn rồi, tốt rồi. Và ở cái con đã làm cái nhân vật ghi ga như nào, có câu lệnh cho nhân vật ghi ga như nào, con thử trình bày lại cho cô nào. Nào ở đây con làm như thế nào để nhân vật Giga có thể di chuyển được? Khánh thử nói cho cô nào. Tự nói đi, cái này em chị em giúp được. Con cho cô nhưng mà con đi làm với Tự nói. nào, con lập trình câu lệnh của Giga như nào nhỉ? Như thế nào mở lên đi là như nào. Đầu tiên là con phải sai. Đi ra đi như nào? Đọc. Khi con ấn nút. Rồi mình về mình sẽ làm thêm, nhớ chưa? Làm lại cho nó thuộc, nhớ chưa? Khánh nhớ chưa? Lên xuống. Khánh ơi. Trái phải. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, cô cảm ơn Khánh nhé.